Tommy Pham, một giáo viên và đầu bếp trên MasterChef Australia 2022. Australia tại Tommy thấy là mấy người Úc biết mấy cái món như là phở hay là bánh mì thôi. Tommy muốn chia sẻ mấy cái món Việt Nam mà khác mà đặc biệt hơn chút xíu cho người ta biết hết mấy cái món Việt Nam cho người ta thích món Việt Nam nhiều hơn. Món mà Tommy thích, Tommy nấu nhiều nhất ở trên MasterChef Australia là cái món bún mắm. Tommy hết cái gia đình của Tommy nói là đừng có bao giờ nấu bún mắm ở trên MasterChef. Mà lúc Tommy nấu bún mắm ở trên MasterChef là hết mấy cái giám khảo thích cái món đó nhiều nhất. Mà lúc nào Tommy cũng nhớ lại tới nấu bún mắm ở trên MasterChef, Tommy cũng vui. Cái điều khó nhất cho Tommy nấu mấy cái món Việt Nam ở trên MasterChef là không có thực phẩm ở châu, giống như nước mắm. Trời ơi, mình không có nước mắm sao mình nấu được món ăn Việt Nam? Thì cái đó là cái khó nhất cho Tommy khi nào Tommy nấu món ăn Việt Nam ở trên MasterChef. Ngay bây giờ Tommy không có nghĩ là Tommy sẽ đi dạy học lại, tại Tommy có nhiều cơ hội ở trong công việc nấu ăn. Mà Tommy có cơ hội, Tommy muốn làm TV show mà đi du lịch Việt Nam và nấu món ăn Việt Nam để giới thiệu món ăn Việt Nam cho người nước ngoài.